kỳ tài đất Việt trở thành ông tổ súng thần công Trung Quốc là ai? Kính thưa quý vị và các bạn, thuốc súng được phát minh ở Trung Quốc ở thế kỷ 9 và lan rộng ra hầu hết các vùng của đại lục Á Âu vào cuối thế kỷ 13. Ban đầu được phát triển bởi các đạo sĩ cho mục đích y học. Thuốc súng lần đầu tiên được sử dụng cho mục đích chiến tranh nhằm nâng cao sức tấn công của quân đội vào khoảng năm 1000. Đến thời kỳ nhà Minh, Trung Hoa cũng như các nước phương Tây vẫn đang loay hoay với các thiết kế về súng đạn. Trong khi đó, ở Việt Nam, một kỹ sư quân sự dưới thời nhà Hồ đã chế tạo thành công một loại súng có sức công phá vô cùng mạnh, sau đó trở thành điều bất ngờ vô cùng lớn với quân đội nhà Minh. Sách sử của nhà Minh có ghi chép lại sự bất ngờ đến khâm phục của quân đội nhà Minh khi vấp phải sức công phá của loại vũ khí này. Trong cuộc bình Giao Chỉ, nhà Minh đã bắt được súng thần, pháo thần của Giao Chỉ được coi là vũ khí đệ nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Đó là súng thần công, là loại súng dùng sắt làm tên bắn đi bằng lửa, đi xa ngoài 100 bước, nhanh chóng kỳ diệu như thần. Nghe thấy tiếng là lửa đã đến. Không chỉ có vậy, nhà Minh đã không ngần ngại vận chuyển súng thần cơ này về nước của họ. Vị tướng và cũng là kỹ sư quân sự đại tài đó là ai mà làm chấn động cả nhà Minh Trung Quốc với sáng chế của mình? Đó chính là Tả tướng quốc Hồ Nguyên Chừng. Hồ Nguyên Chừng sinh năm 1374, mất năm 1446, biểu tự Mạnh Nguyên, hiệu Nam Ông. Sau đổi tên thành Lê Chừng, là một nhà chính trị quân sự tôn thất hoàng gia Đại Ngu, con trưởng của vua Hồ Quý Ly và là hoàng huynh của vua Hồ Hán Thương. Ông làm tể tướng triều Hồ, có nhiều đóng góp về khoa học quân sự và là chỉ huy chính của quân đội Việt Nam trong kháng chiến chống Minh từ năm 1406 đến năm 1407. Không màng ngôi báu, ông chỉ nguyện được cống hiến cho quốc gia và trở thành một vị tướng trọng yếu của triều đình. Trong buổi đầu nước Đại Ngu mới hình thành, đã đứng trước nguy cơ xâm lược rõ ràng của nhà Minh. Do yêu cầu chống giặc ngoại xâm, muốn có nhiều súng trang bị cho các thành trì và các hạm đội, Hồ Nguyên Chừng đã phải tổ chức gấp những xưởng đúc súng lớn. Nhờ trí thông minh tuyệt vời và khả năng suy nghĩ phi thường, Hồ Nguyên Chừng đã đúc kết những kinh nghiệm cổ truyền và trên cơ sở đó chế tạo ra nhiều loại súng có sức công phá sấm sét. Từ việc cải tiến súng, chế thuốc súng, hiểu rõ sức mạnh của thuốc nổ, Hồ Nguyên Chừng phát minh ra phương pháp đúc súng mới gọi là súng thần cơ, hay còn gọi là thần cơ sang pháo, một loại vũ khí mới có sức công phá cao chưa từng thấy lúc bấy giờ. Về kết cấu, loại vũ khí này được cho là tiền thân của các loại súng thần công hiện nay, hay cũng chính là khẩu đại bác đầu tiên được chế tạo. Sau cuộc tử chiến tại thành Đa Bang, cuối cùng quân nhà Hồ thua trận. Tháng 5 âm lịch năm 1407, Hồ Nguyên Chừng bị bắt về Trung Quốc cùng với Thượng Hoàng Hồ Quý Ly, vua Hồ Hán Thương, hữu tướng quốc Hồ Quý Tỷ. Tài năng của ông lại một lần nữa được khẳng định, khi đó đã cứu ông thoát khỏi cái chết. Nhà Minh sau khi đưa ba cha con Hồ Quý Ly về nước đã tha tội cho Hồ Nguyên Chừng và giao cho ông một chức quan trong triều đình. Điều mà nhà Minh mong muốn chính là dùng tính mạng của cha và em trai ông để được tài nghệ đúc súng thần cơ của ông. Khi ấy, để làm trọn đạo nghĩa với cha và em trai, Hồ Nguyên Chừng đã chấp nhận làm quan dưới triều Minh và ông được sử sách nhà Minh lưu lại dưới cái tên là Lê Chừng. Không chỉ đúc súng, ông còn là tác giả của Chiến thuyền Cố Lâu, Thế trận độc đáo của giặc Minh và nhiều các công trình trị thủy khác. Bên cạnh đó, ông còn là nhà văn Việt Nam ở thế kỷ 15. Với tác phẩm tự kể Nam Ông Mộng Lục, chép lại những giấc mộng của Nam Ông gồm 31 thiên, nhưng hiện chỉ còn 28 thiên. Đây là tập hồi ký chữ Hán đầu tiên và là tác phẩm đầu tiên mở đường cho khuynh hướng viết về người thực, việc thực trong văn xuôi tự sự Việt Nam.